Xin chào bà con cô bác anh chị, em là bác sĩ Phương, bác sĩ y học cổ truyền. Và đợt vừa rồi em có lên một video giới thiệu về cây thông đất để điều trị những chứng như là sa sút trí tuệ này, suy giảm trí nhớ ở những người trẻ tuổi, trung tuổi và những người già, hay là teo não ở tuổi già, hay là bệnh Alzheimer. Thì rất nhiều người đã đặt hàng và em đã đi đổi để lấy cái vị thông đất này cho mọi người sử dụng. Thì với cái vị thông đất này thì hiện tại em vẫn đang miễn phí ship từ 1kg trở lên. Và với 1kg thông đất như thế này thì mọi người có thể sử dụng cho em được khoảng từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi. Tính ra mỗi tháng chỉ có rất là rẻ thôi. Và với cái vị thông đất ấy, thì mọi người có thể sử dụng kết hợp một số vị khác, hoặc là dùng đơn lẻ vị thông đất này đều tuyệt vời. Và ngoài ra thông đất còn có một bài thuốc nữa, đó là trị bệnh viêm gan virus này, viêm gan B, viêm gan C hay là xơ gan, thì có thể sử dụng vị thông đất này 10g cộng với 30g cà gai leo sắc uống hàng ngày. Thì với cái thông đất này ấy, thì mọi người có thể sử dụng cho em là nhiều lượng là khoảng 7-10 gram một ngày, cho vào 500ml nước đun sôi và uống nhé. Thì với 1kg thì là có thể dùng được từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi. Và mọi người cần có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là bác sĩ Phương 0989 517 397, hoặc nhắn tin trực tiếp đến page thì em sẽ ship hàng khắp cả nước cho mọi người. Đấy, em ship hàng toàn quốc nhé. Và thông đất là một loại thực vật mà nó sống bám những nơi rong rêu nhiều này. Đấy, thì mọi người lưu ý nhé. Mong mọi người theo dõi và chia sẻ cho video này.